chúng ta thấy các cầu thủ Hà Nội đang rất vui mừng khi ba lần vào chung kết họ đều bại trận, và bây giờ lần thứ tư họ mới thành công. Hành trình đến với trận chung kết của câu lạc bộ Hà Nội tại vòng 1/8, họ đã chiến thắng cao thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số là 3-1. Và trận tứ kết họ phải thi đấu trên sân Dược Nam Hà Nam Định và họ đã có chiến thắng với tỷ số là 4-3. Và trận bán kết họ tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Hàng Đẫy và đã có kết quả chiến thắng 3-0. Thưa quý vị, tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng được chứng kiến lễ đăng quang của câu lạc bộ Hà Nội. Đề nghị quý vị đại các cầu thủ thi đấu đã đăng ký ở mùa giải năm nay cho câu lạc bộ Hà Nội. Chúc mừng ạ. Cầu thủ số 2 Nguyễn Đại Đồng, số 4 Nguyễn Văn Dũng, số 6 Đậu Văn Toàn, số 7 Mạnh Ngọc Hà, số 10 Phạm Văn Quyết đeo băng đội trưởng, số 11 Phạm Thành Lương, số 13 Trần Văn Kiên, số 15 Phạm Đức Huy, số 16 Nguyễn Thành Trung, số 18 Đinh Tiến Thành, số 19 Nguyễn Quang Hải, số 20 Oma, số 21 Trần Đình Trọng, số 26 Nguyễn Anh Tuấn, số 27 Phùng Viết Trường, số 28 Đỗ Duy Mạnh, số 29 Nguyễn Văn Đại, số 30 Nguyễn Văn Công, số 33 Phí Minh Long, số 36 Bùi Tiến Dũng, số 38 Ibu Kebe, số 27, số 72 Phạm Văn Nam, số 74 Trương Văn Thái Quý, số 88 Đỗ Hùng Dũng, số 97 Nguyễn Mạnh Tiến, số 98 Hồ Minh Di, số 99 là Hồ Xét. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội đó là huấn luyện viên Chu Đình Nghiệm. Như vậy là huấn luyện viên Chu Đình Nghiệm đã có một mùa giải rất thành công đối với câu lạc bộ Hà Nội, từ đội trưởng V-League, cúp quốc gia và đội trưởng AFC. Và mặt trời rực sáng trên cao vời, ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi, cài vinh quang lên ban luyện để kia chiến thắng ngoài khắc ghi trong tim hồng. Duy Mạnh khó khăn ta cùng sẽ vượt qua, chúng ta đã cùng nhau vòng loại vòng cúp đấu EU và Thái Lan. Đức Mạnh, Thành Trung, Đức Huy, Quang Hải, Hùng Dũng và Trần Văn Đại và Trần Văn Kiên. Xin chào quý mời ông Nguyễn Trọng Hoài sẽ lên trao tặng bảng danh vị cho câu lạc bộ. Ông Lê Hoài Anh sẽ trao tặng hoa cho tập thể đội bóng. Và ông Trương Phương Thành, đại diện nhà tài trợ chính Bamboo Airways, sẽ trao tặng bảng tiền trị giá 1 tỷ đồng cho câu lạc bộ Hà Nội. Đoàn chúc vô địch sẽ được ban tổ chức trao tặng tổng giá trị thành thưởng đó là 1 tỷ đồng. Đội trưởng Văn Quyết cũng là những cầu thủ của trận đấu lớn. Mặc dù đã khá lớn tuổi nhưng Văn Quyết vẫn là cầu thủ quan trọng trong đội hình của câu lạc bộ Hà Nội. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc được mong chờ nhất của buổi lễ trao giải ngày hôm nay. 1 tỷ đồng. Khoảnh khắc chiếc cúp vô địch được trao đến tay các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Bamboo Airways 2019. Cố gắng và nỗ lực hết mình trong từng trận đấu. Sau đây trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Hoài sẽ trao chiếc cúp vô địch cho ông Trần Văn Tân và ông Lê Hoài Anh để cùng trao chiếc cúp vàng danh giá cho câu lạc bộ Hà Nội. Chúng ta thấy các cầu thủ Hà Nội đang rất xúc động và vui mừng. Xin được chúc mừng câu lạc bộ Hà Nội. Câu lạc bộ đã đạt vô địch cúp quốc gia Bamboo Airways 2019. Vâng, xin chúc mừng câu lạc bộ Hà Nội, đội đã vô địch cúp quốc gia Bamboo Airways 2019. Một chiến thắng xứng đáng và câu lạc bộ Hà Nội đã thành công ở mùa giải năm nay mỹ mãn khi họ đã vô địch V-League, vô địch cúp quốc gia và thành công ở giải đấu AFC. Xin chúc mừng câu lạc bộ Hà Nội và chúc mừng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Kính thưa quý vị, chương trình
trao giải đến đây. Và bây giờ buổi tường thuật trận đấu chung kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2019 giữa hai câu lạc bộ Quảng Nam và câu lạc bộ Hà Nội đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Công ty VPF ban điều hành giải xin trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nhà tài trợ chính hãng hàng không Bamboo Airways và các nhà tài trợ đồng hành, công ty cổ phần động lực.